thân con giống như là một cái ngân hàng bệnh vậy, và giống như là con muốn hủy cái thân mình đi. Nhưng con tình duyên là con gặp một vị sư cô, vị sư cô nói là có nhân sinh ra sẽ có nhân diệt đi, sư cô sẽ dẫn con đến gặp một ông tiên. Lúc đó con nghĩ là giống như là bị cô ép nên mới đi thôi, thì lần đầu tiên con gặp thầy, xong rồi thầy nói là hướng dẫn về phương pháp, con cũng tham gia con học. Và lúc đó là con có em bé, con có em bé thì trong quá trình con đi học, con mang bầu ai cũng cười, thì lúc đó con không có được thực tập. Thì khi mà công việc con ổn định lại rồi là con tham gia vô cái khóa học vừa rồi, thì trong cái quá trình mà con tham gia đó là con cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó phục hồi rất là nhiều. Mà nhân viên là do cái sức khỏe con tốt và vị sư cô đó thấy như vậy á, nên là cũng giới thiệu một vài người đến để con giống như thực tập vậy. Rồi con chữa cho một vị chủ trì á, là bị thoát vị đê điện mà hết. Rồi cái ngày cũng giới thiệu cho con á, hầu như là con hiện tại bây giờ là con theo những cái vị con đi chữa ở chùa đó. Thì thực tế là con nói là rất là nhiệm màu, có nghĩa là những cái gì mà con đọc trong truyện cổ tích á, hầu như là nó hội tụ đủ ở nơi thầy đó, nên con muốn là giống như là bản thân con trải nghiệm, và con muốn đem cái cách học này, cái pháp môn này đến rộng rãi hơn với mọi người. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.